Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Trung An của thành phố Mỹ Tho nha. Thì ở đây á là có một căn nhà rất là dễ thương đang kêu bán. Em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Đường của mình hiện tại vô nhà mình á thì là đường xe máy, chứ còn ô tô thì chắc là chưa có vô được nha. Nhưng mà cái hướng ở bên đây á, anh chị đi thẳng ra khoảng 100m thôi là mình sẽ tới cái đường Nguyễn Công Bình. Nó là một cái con đường rất là lớn luôn ha, rất là nổi tiếng ở đây ha, là đường Nguyễn Công Bình nha. Thì ở cái vị trí nhà của mình á, mà trung bình mà anh chị đi chợ Trung An nè, đi trường học Trung An, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè, hay là trường chuyên ở Mỹ Tho đồ này kia, siêu thị, bệnh viện, cụm khu công nghiệp Trung An á, thì trung bình anh chị đi là có khoảng 5 phút thôi là tới rồi. À không tới 5 phút đâu, nó tầm khoảng 3 phút thôi anh chị, rất là gần luôn ha. Một lát em sẽ mở cái định vị lên để cho anh chị xem cái khu vực mật độ dân cư xung quanh đây luôn nha. Rất là tuyệt vời, vị trí rất là đẹp luôn ha. Rồi còn căn nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị là cái căn nhà ở bên đây nè. Đó, đây là căn nhà mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị ha. Thì nhà của mình á có diện tích mặt tiền bề ngang á là khoảng 4m, chiều dài là 20, thì tổng diện tích là 80m² nha. Trong đó nhà của mình là full thổ cư luôn ha, chủ chốt giá luôn là 1,6 tỷ. Đó, giá là giá chốt luôn ha. Thì mặt tiền bề ngang mà 4m của mình là mình sẽ được tính từ ngay chỗ này, giáp với cái mí với tường của hàng xóm ha, mình đo dài qua bên đây, giáp với cái mí hàng xóm bên đây là 4m. Còn chiều sâu vô trong kia là 20m. Đó, bây giờ em sẽ đi vô nha. Thì vô trước tiên là mình sẽ có một cái trụ cổng rào nè, rất là kiên cố luôn ha. Đây là cái khoảng trống để mình có thể đậu xe nè. Cái này thì do nó hơi nắng á, sau này về anh chị có thể làm thêm một cái máy tiền chế ở trên đây nè. Nó kéo ra ngoài đây để cho cái sân mình nó có thể mát mẻ hơn ha. Đó, ở ngoài là dán gạch lên tới trên nóc luôn ha. Thì giá là 1,6 tỷ nha. Giá này á, anh chủ nhà nói là giá chốt luôn, không có thương lượng. Còn giấy tờ á, thì thuế của ai người đó nấy đóng nha. Đây, nhà thì em thấy xây cũng khá là xinh xắn luôn á, gọn, nhỏ, nói chung là vừa đủ cho vợ chồng con cái mình ở ha. Thì ở đây á, là sát bên là trung tâm của thành phố Mỹ Tho luôn nha. Rồi xung quanh đây là gần cụm khu công nghiệp Trung An rồi, nói chung là vị trí rất là đẹp, rất là tiện luôn. Những tiện ích xung quanh mình đi cũng rất là gần luôn, trung bình là có khoảng 3 phút thôi à. Đó, nhà xây rất là đẹp luôn ha. Gạch là em thấy dán cao chắc khoảng 2m hơn luôn á anh chị. Nè, nhà này em thấy giống như là nhà mới xây luôn, còn rất là mới luôn nha. Nhưng mà trong nhà thì chưa có đồ nội thất gì hết, cho nên nó là khi mà anh chị vô đây ở á, thì mình có thể sắm thêm đồ nội thất nữa là mình có thể ở rồi ha. Đó, đây là phòng khách rất là thoáng luôn, nói chung là rất là rộng luôn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vô nha. Nhà của mình được 2 phòng ngủ nha. Thì đây là cái phòng ngủ thứ nhất nè. Đó, đây là cái phòng ngủ thứ nhất nha. Phòng ngủ thì có dán la phong, trời ơi, dán cái la phong thôi mà nhìn nó cũng yêu đời nữa nè anh chị. Rất là dễ thương luôn ha. Đó, phòng thì cũng có dán gạch rất là cao luôn ha. Phòng thì nói chung là cũng rộng rãi lắm. Về thì anh chị sắm thêm máy lạnh, giường, tủ vô là mình có thể ở được rồi ha. Đó, đây là phòng ngủ thứ nhất nha. Rồi, đây là hành lang bên hông, rồi mình đi xuống tới cái phòng ngủ thứ hai. Đây là cái phòng ngủ thứ hai của mình thì cũng giống như phòng ngủ thứ nhất luôn ha. Trời ơi, anh chị có thích cái màu la phong này không? Chứ em thích lắm nè. Nhìn bông hoa thấy nó yêu đời ghê luôn á. Đó, gạch thì cũng dán rất là cao luôn, nói chung là rất là sạch sẽ luôn ha. Rồi thì mình sẽ đi xuống tới cái không gian nhà bếp phía sau nha. Đây, đó, đây là cái nhà bếp của mình nè. Trời ơi, nhìn căn nhà dễ thương quá. Đây là cái không gian nhà bếp nè ha. Thì ở bên đây anh chị có thể sắm bếp ga lên nè, mình để nè, tủ để đồ có sẵn hết rồi nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, cái này thì chắc là sử dụng cái giả gỗ hay gì đó anh chị. Đó, bên đây thì chỗ để thờ cái đó là cái gì kia bằng cái gì quên nè. Hả? Rồi đây là chỗ rửa chén, rửa rau rồi ha. Rồi bên đây thì là sẽ là cái nhà vệ sinh của mình. Đó, nói chung là nhà rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn. Rồi ở ngoài phía sau đây thì còn một khoảng trống nữa. Cái khoảng trống này thì em thấy là cũng có rào lại, có lót gạch đồ luôn rồi. Mình có thể làm thêm một cái sàn nước hoặc là một cái xào đồ ở đây cũng được luôn ha.
Này, đó thì bên đây á là không gian của đất của hàng hàng xóm rồi. Bên đây là của hàng xóm rồi ha. Đó, nhà là có một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà bếp và một toilet nha. Nhìn căn nhà thì rất là dễ thương luôn. Thì cái phần ở phía trước này nè, em thấy ở đây thì anh chủ chưa có kéo cái máy tiền chế nha. Thì mai mốt anh chị về, anh chị có thể làm thêm một cái máy che tiền chế giống như bên nhà hàng xóm của mình vậy nè anh chị. Nó cho cái nhà mình nó mát hơn á. Tại vì cái này nó hơi bị nắng á, nắng nó cháy vô nhà thì nó sẽ hơi bị nóng. Mình kéo cái máy tiền chế ra là nó mát liền à. Ở đây là điện nước wifi là có đầy đủ hết luôn, có cả đèn đường luôn nha. Ở đây thì rất là an ninh, nói chung là cũng khá là yên tĩnh luôn á. Thì để bây giờ em sẽ mở cái định vị lên cho anh chị xem thử nha. Thì nhà của mình á là sẽ nằm ở hướng đông nha anh chị. Đây, nhà là sẽ nằm ở hướng đông nha. Anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng ha. Đây, nắng quá. Nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nè, sát bên là đường Nguyễn Công Bình luôn. Bên đây là có trường Trung học Phổ thông chuyên Tiền Giang luôn ha. Đó, đi xuống đây nữa là cụm khu công nghiệp Trung An nè. Đó, bên đây là công viên cầu Rạch Miễu nè. Xuống đây ngay chỗ này là bệnh viện 120. Rồi qua bên đây là siêu thị Go Mỹ Tho nè ha. Đó, tới bên đây nữa là tới chợ đêm Mỹ Tho nè. Đi xuống đây nữa thì có bệnh viện đồ nè. Rồi có cái Vincom của Mỹ Tho mới vừa khai trương luôn ha anh chị. Nói chung á là nếu như mà anh chị đi ở gần đây á, như là đi chợ, đi trường học của Trung An á, thì Trung hay là trường chuyên của Mỹ Tho thì trung bình là khoảng 3 đến 5 phút nha. Còn mà vô trong trung tâm của thành phố Mỹ Tho luôn, giống như là chợ đêm hay là đi xuống ngay chỗ mà khu Vincom mới khai trương á, là trung bình là khoảng 10 đến 15 phút nha. Nè, nó dân cư rất là đông luôn ha. Sát bên cụm khu công nghiệp đồ luôn nè. Nó trường trung học phổ thông chuyên đồ, rồi siêu thị, bệnh viện là có đầy đủ hết luôn. Đó, hoặc là đi lên đây là chợ Trung An rồi nè anh chị. Đó, để em sẽ phóng lên cho anh chị xem nha. Thì ở ngay chợ Trung An á là sẽ có đầy đủ trường học hay là trạm y tế, ủy ban luôn. Đây anh chị xem nè, trường tiểu học Trung An nè ha. Qua bên đây thì có trạm y tế nè. Bên đây là bưu điện, chợ Trung An, ủy ban nè. Đó, rồi công ty rồi cũng rất là nhiều luôn. Siêu thị điện máy xanh, bách hóa xanh rồi đó nè. Đó, nói chung là xung quanh mình, cái vị trí của mình rất là đẹp luôn. Xung quanh là những tiện ích xung quanh rất là nhiều luôn ha. Trung bình mình đi là khoảng 3 đến 5 phút thôi nha. Chợ, trường học, ủy ban hay là trạm y tế của Trung An á. Hoặc là anh chị đi xuống một xíu nữa là sẽ tới siêu thị Bixi hay là bệnh viện 120 á, là khoảng cũng 3 đến 5 phút thôi nha. Còn vô trung tâm thành phố Mỹ Tho thì khoảng 10 phút ha, 10 đến 15 phút. Thì ở đây á, mà anh chị về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, trung bình nó là khoảng 63 cây số thôi. Đây 63 cây số, mình đi 1 tiếng 20 phút thôi là mình sẽ về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi thì em xin nhắc lại ha, nhà của mình á là thuộc về xã Trung An của thành phố Mỹ Tho. Tổng diện tích nhà là 80 mét vuông, trong đó bề ngang là 4 mét, chiều dài là 20 mét nha. Nhà là full thổ cư luôn, chủ chốt giá là 1 tỷ 6, giá này là giá chốt luôn không thương lượng nha. Nhưng mà giấy tờ thì của ai nấy đóng nha anh chị. Ở đây là điện nước wifi là có đầy đủ hết luôn. Hiện tại mà vô đường vô nhà mình á là em thấy là đường xe máy thôi chứ xe ô tô thì chưa có đi được ha. Ở đây là sát bên đường Nguyễn Công Bình nha. Dân cư ở đây rất là đông luôn, những tiện ích xung quanh á mình đi cũng rất là tiện luôn, khoảng 3 đến 5 phút thôi à. Anh chị đi có tầm khoảng 100 mét thôi à là mình sẽ tới đường Nguyễn Công Bình rồi ha. Mình đi xuống nữa là sẽ tới siêu thị Go Mỹ Tho, bệnh viện 120 rồi đó. Nói chung là vị trí rất là đẹp luôn, rất là thuận tiện luôn. Nhà thì cũng rất là dễ thương luôn ha.
Rồi thì anh chị nào quan tâm á, thì mình đi xem trực tiếp rồi mình sẽ gặp chủ nhà luôn nha. Cảm ơn anh chị đã xem video của em. Bye bye.